Rồi, chào các bác nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một trailer ngắn để giới thiệu những sản phẩm ngày mai mình đăng video đây. Để anh em chờ cũng khá lâu rồi, tại vì trong đợt lễ này mình thì nghỉ cũng khá lâu các bạn. Đó, đây là ti này các bạn, mình có 30 cái mã ti này, ray trượt này. Đó, hẹn anh em vào ngày mai nha. Có 4 con máy băng đinh là hàng thanh lý, là có nghĩa là hàng bị lỗi các bạn. Nó không chạy hoặc là chạy nhưng mà nó không ngắt đúng giờ. 300.000 cây. Rồi đây, đặc biệt hôm nay là có dây an toàn này các bạn, dây có an toàn này của hãng Tajima này các bạn, rất là chất lượng luôn nha. Đó, đặc biệt cho anh em làm trên cao thì quá là tiện luôn nha các bạn. Đây, dây khóa toàn thân này, đó, dây khóa toàn thân người này, móc treo này, dây khóa thắt lưng này, đó. Ngày mai anh em sẽ được coi mình solo những cái hàng này nha. Đó, rất là, đây là những cái sản phẩm cực kỳ tốt luôn nha các bạn. Sản phẩm này là tuồn trong siêu thị ra, có nghĩa là công ty nó phá sản, siêu thị nó phá sản thì nó sẽ tuồn những cái này ra để nó thanh lý. Đó, mình có được giá tốt mình bán cho bạn thôi. Đó, đây là một số sản phẩm ngày mai mình sẽ đăng. Chào các bạn nha.